Cách đây không lâu, vụ cháy kinh hoàng thiêu rụi hoàn toàn 8 ngôi nhà ở huyện Tây Giang. Rất may 19 người, trong đó có nhiều người già, trẻ em may mắn thoát chết. Sự may mắn đó một phần nhờ việc cứu hộ kịp thời ngay trong đêm của các lực lượng tại chỗ. Như vừa rồi là thực tế khi xảy ra như thế là nếu mà không có làm tốt trước thì có công tác uh, uh, thành lập cái tổ liên gia cũng như là tổ mà phòng cháy chữa cháy ở cộng đồng đó, thì không thể là xử lý cái tình huống vừa rồi là giải thoát được là 19 nhân khẩu trong năm hộ gia đình mà trong đêm tối là rạng là là tầm 3 giờ sáng. Đồng bào vùng cao có tập quán dựng nhà bằng vật liệu dễ cháy như tranh, nứa, hơn nữa thời tiết lạnh về đêm nên người dân thường đốt lửa sưởi ấm, dễ dẫn đến cháy mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng được triển khai nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào về công tác phòng cháy chữa cháy cũng như kỹ năng xử lý đám cháy xảy ra. Lực lượng của cái hai cái mô hình này cũng như là cái phương tiện là cái cây cào nấu và cũng là cái để phục vụ cho cái việc tuyên truyền và cũng là cái lực lượng để kịp thời huy động trong cái công tác phòng cháy ngay tại cơ sở. Hiện nay Tây Giang đã triển khai 5 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại 5 xã, 24 mô hình điểm chữa cháy công cộng tại 24 thôn. Các mô hình này góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa cháy tại địa bàn miền núi Quảng Nam.